Ây da kẹp. Trời. Ui da, ui da, ui da, ui da kẹp. Ui da. Ui da, tháo ra rồi. Nó kẹp. Nó gắn cái kẹt luôn. Ui da. Chích máu luôn rồi. Mà mẹ ăn cua. Đây là cái nhà, thấy không cái nhà? Đi mò cá nó cũng nguy hiểm, như cái nhà đây là miếng sành nè. Đó, đi mà mình lỡ mình va chạm vô nó thì đi đai đời em luôn nha. Vĩnh biệt cụ nha luôn nha. Đó rồi. Cá chê hả? Ui ui. Ủa cá chê này bự nè, cá vô vô cá chê bự nè. Đưa chụp hình tấm hình cái nó này, đưa cá bê chê lên. Vô rồi. Nó làm nó dốc. Vô cá chê bự rồi. Bỏ vô. Để vô đâm nó. Dạ. Để chốt cái nhà. Bẻ ngạnh nó đi, nó đâm đau lắm á. Chốt này bự nghe không? Kho tiêu còn ngon lắm á. Vô cá chê nó ủng rồi nè. Luôn cá nhà. Cá chê hả? Bẻ ngạnh nó luôn. Một con cá chê nha. Cá chưa? Đó, dữ lắm con cá này rồi. Mời cả nhà cùng với Hưng đi mò cá lô kiến với anh em của Hưng nha. Thì có hai đứa em đang mò trước nè cả nhà. Bây giờ Hưng sẽ xuống, Hưng sẽ quay cận cảnh cho nhà cùng xem nha. Té. Đây nào. Cái chê hả? Ê, đẻ tay lại. Tự tới nè. Nè. Không, bỏ vô luôn. Trời ơi, nó chạy ra hai cái hang rồi ơi. Đây là được cái hang trên. Nắng hang tài chính rồi. Có bự không? Nó có cái hang coi mà. Đọc vô cái kiểu bên đây nè. Cà bá luôn hả? Bỏ vô đây. Bẻ ngạnh chưa? Để vô đông đó. Dạ. Để chốt cái nhà. Bẻ ngạnh nó đi, nó đâm đau lắm á. Chốt này bự nghe không? Kho tiêu còn ngon lắm á. Vô cá chơi nó ủng rồi nè. Có không? Lô kiến cái gì? Ây da, độ sóng. Ghe tàu mới chạy ngang sóng đánh vô mặt, nước vô mặt luôn cả nhà. Cá chê hả? Bẻ ngạnh nó luôn. Một con cá chê nha. Bẻ sẽ được mà bẻ. Bỏ vô đây đi. Bỏ vô đây tao bẻ cho. Rồi bỏ vô đi. Bự không? Một con cá lô kiến nữa cả nhà. Lên tìm bụng luôn. Nhỏ xíu mày. Nhỏ xíu hả? Ờ, gì bắt được rồi, cá đó bắt được rồi. Anh thằng 6 bà đê. Cái này... Cái gì? Cái gì? Dính cá chê nè. Nè. Con nói gì kìa. Nó mò lặn lâu thế. Đó rồi. Cá chê hả? Ui ui. Ủa cá chê này bự nè, cá vô cá chê bự nè. Đưa chụp hình tấm hình cái nó này, đưa cá bê chê lên. Vô rồi. Nó làm nó dốc. Vô cá chê bự rồi. Bỏ vô. Má bé. Đưa vô xuống. Ừ. Từ từ cái buông ha, từ từ cái buông.
Chưa từ từ. Từ hả buông. Vô. Là nó dốc á. Má bẻ đưa 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 vô xuống. Ừ. Rồi từ 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 hả buông ha, từ từ hả buông. Chưa từ từ. Từ hả buông. Vô. Là nó dốc á. Đây nha, đây là ốc đắng nha cả nhà. À, dưới quê gọi là ốc quắn. Thì clip trước Hưng có quay cho cả nhà xem đó. Thì con ốc gạo nó cũng tự tựa như con ốc này vậy nè, mà con ốc gạo thì nó tròn và nó mập hơn. Ây da kẹp. Ui da kẹp. Ui da tháo rồi. Ui nó kẹp. Nó cắn cái kẹp luôn. Ui da. Chích máu luôn rồi. À, mẹ ăn cua. Kẹp bỏ cạn luôn nội ơi. Ô trời xịt máu luôn rồi. Cái chơi nhỏ quá nó chạy luôn rồi. Cái chơi hả? Ngón tay à. Cái chơi nhỏ bỏ đi. Đừng hút ra đó. Nó cạn cũng quá nốt dữ lắm. Đây lúa này cả nhà ơi. Đây là cái khe này như là 5-6 tấn gì đó. Đây hiện tại giờ dưới quê Hưng là đang vô mùa lúa nha. Phải không? Trời ơi, nó chơi bự hết sức chút xíu, thả đi ông ơi. Thả mà lắm. Thả đi. Đụng dơ. Chính cá lưu ký mà không có lưu ký hả? Không. Nó ra ngoài rồi. Trời ơi, cá chê đây nè. Nó chạy vô nè, đâu rồi. Nó chạy mất tiêu luôn rồi. Chạy mất tiêu rồi. Mất sâu quá. Mò mà nó nới ngoài có cái máy cắp sơn. Cá bự rồi nghe, phải nhỏ đâu á. Dừng cá lên đây. Rồi. Lục bình trôi đến nơi phương trời. Quá trời lục bình nè. Có không? Lục kiến. Lục kiến hả? Bự không? Ừ, có lý. Một con nữa cả nhà ơi. Vậy cái hì vô cái giò vậy. Chưa kịp mò nữa. Nó chạy qua đây rồi nè. Chạy, nó chạy qua à, sơn bắc này nè. À, thấy cái lục kiến không? Thả đi. Dính không? Ê, một con. Một con nó im có lý rồi. Vậy là được rồi. Mò đây tới cống kiếm chục con thôi là được rồi, không còn nhiều. Đúng đúng, cá chê nó leo lên bờ không? Bởi gì? Ếch nước sa tế. À, cá lô kiến luộc xả. Lương nấu canh chua, cơm mẻ. Có u vàng về ăn với nhãn lòng nữa. Nước trong thì không có cá. Nước đục quá lại không thấy cá đâu. Có vàng không có. Có u vàng đâu? Đó. Leo đãi nha. Măng làm gì giờ, có làm món gì đâu mặn mặn. Gì vậy? Ốc. Trời ơi trời. Ốc đó ai ăn cái nhịn. Ốc không có ruột bắt làm gì ông nội. Ông cố thôi. Bóp bự ốc nhỏ thả đi. Nè bỏ đây. Ra chưa? Đó, dữ lắm con cá này rồi. Phan là từ từ. Cái mò trước là mò sao mà cá này nào biết kể gì. Hai bà con luôn rồi, bỏ vô. Ê, đây đang con nữa. Một hang ốc luôn nè. Bỏ vô. Mò trước ra là mò sau đó. Nè bỏ vô. Vô ổ rồi. Tôi kiếm gì vậy? Vô rồi. Nó là mò trước là mò sau mà vậy nè. Bỏ vô. Cái gì? Mua khổng lồ. Khổng lồ đâu? Nè.
cái cành luôn. Cành khổng lồ. Cua đá. Vậy mà kêu cái cua bự quá trời bự tưởng tin thiệt. Ngóc ra đây bò nè. Em bỏ vô. Đừng có nói mà ký hàng tấn. Ốc vớt rồi chứ. Cái gì mà gầm gầm. Cái lồ kiến, rồi cóc, nhiều lắm. Đi mò tới cống là về là được rồi. Cái chê hả? Ừ, cá bóng. Cá bóng hả? Đâu cá bóng đâu? Rồi chạy luôn rồi. Nói xíu à. Cá bóng cát hay bóng tượng? Bóng cát. Đây là cả nhà thấy không cả nhà? Đi mò cá nó cũng nguy hiểm, như cả nhà đây là miếng sành nè. Đó, đi mà mình lỡ mình va chạm vô nó thì đi đai đời em luôn nha. Dính biệt cụ nha luôn nha. Có miếng ghê rồi, cái miếng này hình như là cái miếng miếng này miếng gì ta? Miếng như là của cái kiểu chai, cái chai đựng rượu hay gì vậy. Miếng màu xanh xanh. Đây nè, đứt mình chạm vô đó một cái thì thôi. Thôi, dục linh mới dục đâu vậy ta? Dục cứ là dục linh bụi quá. Dục cái linh trên bụi quá. Thì con sông này bữa hổm Hưng mò nè. Thì nước ngoài sông lớn đó, sông cái đó cả nhà. Là nó chảy ngược vô trong này. Chảy vô trong đồng nha. Thì bữa nay nước nó lại nước ròng á, nó chảy ngược trở ra lại ngoài sông cái lại. Có không? Đây một con nữa. Siêu to khổng lồ nè. Siêu to khổng lồ. Bỏ vô. Một bị mới mò, hay mấy anh em mò chưa được nửa tiếng nữa mà một bị rồi nè. Cá lô kiến phải không? À, hai tay hai bọn nè. Cá này được không? Nó đậu trên mấy cái gốc cây á. Ôi ốc dữ lắm ốc. Lựa mấy con bự, tôi mấy con nhỏ dục đi. Lắm rồi, quất cục đá này dữ lắm móc luôn rồi. Đấy không chuyện luôn. Lựa mấy con bự thôi, con nhỏ vậy thả đi. Vậy được không? Ừ. Đó, có lý đó. Hả? Hai bà con luôn. Vô bỏ vô. Bỏ vô. Con cái cho đi chung cặp. Cái đựng cái hả? À, từ từ, nó lội lên nè. Có không? Không được rồi, con này ăn được rồi. Có từ sữa ớt nữa đó. Sữa ớt gì? Sữa ớt kiếm tiền chứ chi. Sớt về thả. Đây, một con nữa. Cô Lý. Im. Mó mò hang đó. Lụm. Mò hang gì? Mò hang nè. Trong hang hả? À? Ừ. Con hang là có hả? À. Đây mới con hang là có hả? À. Hang này mò ra. Ai biết? Dạ. Lội lên cống á, mấy bên này nè. Trời ơi, ốc dưới giống mà dưới giò lừ con chưa. Đá dưới đây dưới giò nè. Nó nằm đá nè. Mấy kẹt đá là lừ chân nè. Này gấp giò cũng dính nữa. Đóng góp ý kiến cho kênh Hưng ngày càng phát triển hơn nhé. Trân trọng và thân ái.